Ok, xin chào mọi người. Hôm nay là phiên nhận định ngày 22 tháng 5 năm 2024. Hôm nay là một phiên VN giảm điểm. Ở đây thì hiện tại là VN đang giảm xuống, vẫn loanh quanh cái vùng 1268. Hôm nay thì đậu là dưới 1267 một tí, nhưng mà vẫn tính là cái vùng 1268 nhé. Vùng này chính là cái vùng VN đang được hỗ trợ bởi khung tuần. Thì mình sẽ coi thử coi là hết tuần này là còn 2 phiên nữa là Vini có giữ được cái mốc này không. Mốc này và một mốc quan trọng đó là 1255 nhé. Tại vì ở đây cái vùng này thì nó hơi sát nhau. Dưới quan sát của mình thì mình thấy là Vini ở cái nhịp này có thể là rung lắc thôi. Và nếu như mà giả thiết này là đúng đó, thì Vini thị trường của mình sẽ tiến tới vùng 1340. Vẫn giữ nguyên cái kịch bản tuần trước mình có đưa cho mọi người. Và hôm nay thì mọi người thấy là phải sinh. Hôm nay là gần là 20 điểm. Tính ra là 20 điểm, giảm 1.52%. Phái sinh hôm nay đẹp khá là gắt. Tính ra là hôm qua và hôm nay mọi người thấy là ngày hôm qua phái sinh đã long ATC. Là những ai mà đang sọt mà chốt chốt ATC để đóng lệnh thì lại phải đóng lệnh cao. Ai mà mua lệnh long và ATC hôm qua cũng phải long lệnh cao. Và những ai mà cắt ATC mà hôm qua sọt ấy, mà đã cắt ATC ngày hôm qua thì ngày hôm nay mình nghĩ là sẽ khó để vào thêm một cái lệnh sọt nào nữa. Vì vậy phái sinh nhịp này mình đánh giá là cực kỳ gắt. Ở cái nhịp lần này thì phái sinh có một cái vùng hỗ trợ, đó là vùng 1292, 1271 nhé, 1271, 1272, mình nhầm cái số ngày hôm nay nhé. 1272 nghĩa là đâu đó khoảng 210 điểm đó. Thì nếu mà về quanh cái vùng 1272 á, mình nghĩ là mọi người không nên giữ lệnh short nữa. Tại vì cái vùng này thường sẽ có bật lên ha. Về timing ngày hôm nay thì mình quan sát thì mình thấy là timing có thể là sẽ rơi vào ngày 31 tháng 5. Hôm nay là ngày 22, nghĩa là mình còn khoảng đâu đó là 7 phiên. 7 phiên nữa là sẽ tới timing giảm. Nghĩa là tăng tăng chỉ từng đó tuần thôi, và mình sẽ qua một cái timing khác, có thể là sideways hoặc là giảm. Thì ở cái nhịp lần này mình sẽ cố gắng tiết chế hai vấn đề. Thứ nhất là về timing. Là về timing hồi. Thứ hai á là khi đã lên được cái vùng này rồi thì mình nghĩ là khả năng là sideways, thì mình sẽ tập trung, mình sẽ đánh cổ phiếu. Các cổ phiếu thì ở tuần trước mình có nhắn mọi người rồi, có nhắn mọi người về các cổ phiếu rồi, thì lần này mọi người vẫn có thể là tiếp tục theo những cái mã nền mà mình có để cho mọi người là mua cổ phiếu. Thì ngay như ví dụ ngày hôm nay thì mọi người vẫn có thể mua Hoa Sen quanh 21.7, đây là vùng nền tuần. Và mình thấy Hoa Sen vẫn có thể là có một cái nhịp tăng mới. Còn đầu tuần thì mình có nói mọi người bán Hòa Phát và cơ cấu qua Hoa Sen. Thứ nhất là mình không có muốn là mọi người có ăn cổ tức vào ngày mai. Ngày mai Hòa Phát mình có lịch chia cổ tức nhé. Và thứ hai á, là mình cảm giác là nhịp này mình đánh Hoa Sen thì có cái nền đỡ nó tốt hơn. Nên là mình chọn Hoa Sen ở nhịp này. Ngoài ra thì không có lý do nào khác. Nam Kim thì tuần này thì mình có hai sự lựa chọn. Đó là Nam Kim. Nam Kim thì vùng đó là 24.6. Hôm nay thì về thấp nhất hình như là 24.55 thì phải. Để mình coi. Đúng rồi, hôm nay thì về test lại cái mốc đó. Thì đây là cái vùng mua Nam Kim thôi, 24.55. Còn Hoa Sen thì đây là cái vùng là 21.7. Đây là cái vùng mọi người có thể mua. Là hai mã. MC thì đã hết cái vùng mua ở phía dưới rồi. Nên là vùng này thì mình không có khuyến nghị mọi người mua nữa ha. Vùng vùng phía dưới là 11.5 hoặc là 12 thôi. Còn trên vùng này thì mình không có khuyến nghị mọi người mua nữa. Hôm nay thì một số mã đánh rất là gắt. Ví dụ như là hôm nay thì mình nhận được một số câu hỏi, ví dụ như là Vietjet. Thì thật ra Vietjet là một trong những mã cổ phiếu để mình bật VN30 ở bên này lên. Đây. Vietjet là một trong những những cổ phiếu trong VN30 là thứ nhất. Thứ hai á, Vietjet nè, một nè, dòng Vin là hai nè,
và một vài mã mà không có thanh khoản nhiều, ví dụ như là sáp chẳng hạn, sáp đó, thì hay là guest. Đây là những mã mà thường mình hay nói mọi người là nếu mà mọi người đánh không quen thì mình nghĩ là mọi người nên đánh những cái mã khác, nó sẽ dễ hơn, nó sẽ dễ theo phương pháp hơn cả về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, tại vì những mã này đánh hầu như là không theo một cái phương pháp nào cả. Mình thấy những cái mã như việt z đa phần là lèo lái chỉ số nhiều hơn, hay như là Vinhome vậy. Hôm nay thì mọi người thấy là Vinhome ngày hôm nay buổi sáng tăng rất là cao đúng không? Lên tận 41.65. Và cuối cùng thì lại trả điểm. Trả coi như là về tham chiếu luôn rồi. 0.37%. Thì mọi người thấy là nói chung là rất là gắt đúng không? Ở nhịp này thì mình thấy dòng bất động sản ngày hôm nay thì có rục rịch thôi. Nhưng mà mình thấy là dòng bất động sản ở nhịp này mình vẫn chưa có hài lòng với các cái đánh. Ví dụ một số mà cổ phiếu, ví dụ như là sale chẳng hạn, mọi người thấy là sale đánh vẫn đang ở vùng dưới với mình. Những cái vùng này mình nói khá là lâu rồi đúng không? Như là những cái nhận định của mình về các mã như là sale hay là đất xanh á, là những vùng dưới này thì mình sẽ không ưu tiên trừ khi mà lấy lại những cái vùng quan trọng của những mã này. Ví dụ như là đất xanh là trên cái mốc 18.2 đi, thì nó có thể là nó sẽ có một cái đợt hồi phục mới. Hay như những mã như là Sacomreo chẳng hạn, thì ở khung tuần Sacomreo còn vượt cái mốc 7.3 một lần nữa, thì mình nghĩ là mọi người lúc đó mọi người vào hàng á, mọi người vào lệnh thì nó sẽ an tâm hơn rất là nhiều lần ha. Hay là fan của Novaland, thì thật ra là fan Novaland thì mình cũng nói mọi người có thể là mua ở cái vùng 14.1, thì mình cảm giác là Novaland có thể là đã test xong cái vùng ở phía dưới này và có thể là hồi phục, hy vọng là hồi phục khoảng tầm đâu đó 10%, để nếu mà ai kẹt hàng thì mọi người có thể là bán ra bớt. Về mã ví dụ như là nhà Từ Liêm hoặc là 55, mọi người thấy ví dụ 55 chẳng hạn, cùng là một dòng bất động sản nhưng mà 55 hiện tại như ngày hôm nay vẫn tăng được đâu đó khoảng là khoảng 2%, và mình vẫn đánh giá 55 đang khỏe. Mình tuần trước thì mình cũng có nói mọi người là nếu mà chọn bất động sản mình sẽ chọn những mã như là 55, tại vì mình cảm giác là nó lấy lại nền và nó khỏe hơn các mã còn lại. Thì những cái nhịp mà nhịp điều chỉnh như ngày hôm nay á, nó sẽ thể hiện rõ hơn cái quan điểm của mình, nó sẽ chứng minh được phần nào đó cái quan điểm của mình ở tuần trước, ở những tuần trước nhé, là nếu mà chọn ngành á, thì mình nên chọn phải chọn đúng mã. Hà Đô thì mình có nói ha, có nói ngày hôm qua rồi, phiên ngày hôm qua mình có nói phiên live đó là quanh cái vùng 33.3 33.4, nghĩa là quanh quanh lên đây, quanh vùng này, đây là cái vùng Hà Đô có thể là rướng lên, và cái vùng này thì mình nghĩ là mọi người nên hạ hàng bớt. Sau đó nếu mà vượt được cái khung tuần mà vượt được 33.6 thì mọi người vào, mọi người mua, nó sẽ an tâm rất là nhiều. Và cái kịch bản của mình mong muốn đó là cái kịch bản màu xanh lá, nghĩa là sẽ vượt được và retest lại, khi đó mọi người có thể là gia tăng khung hàng luôn. Còn hiện tại thì tới vùng này thì mình cũng hạ rồi, ngày hôm nay mình cũng hạ bớt rồi, chứ còn nếu mà kêu là muốn nó break lên thì mình thật sự ra mình rất là muốn vượt. Ngay cả như vốt chẳng hạn, những cái vùng này là mình thường là mình sẽ ra hàng, dù mất hàng thì thôi có gì đâu, người sau người ta sẽ được lợi, cũng mình chia sẻ một xíu. Với lại mình thấy là như vậy là cái nguyên tắc của mình rồi, thì mình cứ theo nguyên tắc mình làm đó. Tại vì Hà Đô chưa chắc là vượt được cái cạn này, nếu mà không vượt được cạn này tuần này á thì có thể tuần sau Hà Đô sẽ về lại 31.4, thì khi đó mọi người lại vào hàng lại thì sẽ nhịp nhàng hơn. Theo quan sát của mình thì mình thấy như vậy đó. Nếu mà đúng, nếu mà cái giả thiết của mình đưa ra là đúng thì nó sẽ nhịp nhàng hơn đó, nghĩa là hiện tại Hà Đô đang có một kịch bản màu đen và một kịch bản màu xanh, thì nếu kịch bản màu đen thì mình cũng bán ở đây rồi mình chờ xuống dưới này mình mua lại. Còn nếu mà không vượt được, nếu vượt được lên đây thì mình sẽ chờ nhịp retest nhẹ mình lại cover lại hàng. Đó là cái cách mà mình đánh từ trước tới giờ ha. Rất nhiều anh em cũng có hỏi về cái cách đánh của mình, thì nó đơn giản là mình sẽ đi kiếm nền DRH. Nhiều anh chị em là có cũng hỏi về DRH,
nhưng mà mình thì mình sẽ không có ưu tiên những cái mã cổ phiếu mà đã gãy cái trend này, đã gãy một cái trend đáy và có vẻ như có một cái nhịp retest lại thì mình sẽ không có ưu tiên nhé mọi người nhé. Mình sẽ không ưu tiên đâu. Đích thì mình vẫn nói là trong một cái biên rồi, biên 26.1 tới 30.4, mà hôm nay thì ở cái tuần này thì mới lên gần 30 thôi chứ cũng chưa có lên được cao. Thì lên đây thì nói chung anh chị em mình cố gắng, mình sẽ xử lý tài khoản. Về đích sell đất xanh thì nhịp này mình cũng không Odeco, mình có một cây đánh vượt lên cái vùng cản. Thì cái vùng này mình sẽ dời lại xuống như này nhé, tại vì là fan của mình có cập nhật lại đây. Mình sẽ có hai nền, đó là nền 32.4, 32.35 và nền 30.9. Thì nếu như mà Hodeco tuần này mà đậu được trên 32.4 á thì mình nghĩ mọi người tuần sau mọi người có thể lấy được nhé, mọi người có thể đưa vào watchlist, mọi người theo dõi những cái mã như vậy. À, EZC thì mình thấy khá là nhiều anh chị em cũng mua. Mã này thì nó thuộc về đầu tư công và bất động sản, thì nếu mà muốn mua mã này thì mình nghĩ là nên vượt 15.2, 15.3, vượt đi, vượt vào tuần này nhé, cuối tuần thì mọi người tuần sau mọi người lấy thì nó sẽ an tâm hơn. Nhà Từ Liêm thì mua chỉ có mua được quanh quanh cái vùng nó retest đây thôi, 42.3, 42.2, thì mình nghĩ là nhà Từ Liêm có thể là sẽ xây một cái nền nhỏ ở đây, xong sau đó nhà Từ Liêm sẽ tính tiếp, sẽ tính tiếp. Những mã về bất động sản khu công nghiệp ví dụ như KBC thì KBC tuần này đang có hỗ trợ tại 30.25. Tuy nhiên về cái trend á thì KBC đang có hai cái trend cản, hai cái xu hướng đang cản lại KBC, còn hiện tại là chỉ có nền là đang hỗ trợ thôi, đó là 30.25. Cái nền này đang hỗ trợ thì nếu mà muốn mua KBC thì mình nghĩ là KBC phải vượt hẳn lên khỏi cái trend này, nghĩa là phải vượt hẳn đâu đó phải lên được cái vùng 33 rồi. Idico thì mình đang target khoảng vùng đỉnh là vùng 68 70 gì trên này. Long Hậu tuần này vẫn chưa mất nền và tuần này mình thấy là đang test lại chính xác nền, đó là 34.55, thì mọi người có thể lấy Long Hậu ở cái vùng 34.55 như tuần trước mình cũng có đưa cho mọi người rồi. Thì nếu mà mua thì giữ thôi, còn ngày mai mua thì phải qua tuần mới bán được. Thì mình cứ nghĩ à, thì theo mình nghĩ á, mọi người mua ở nền thì mọi người cứ giữ thôi và mọi người quan sát thử coi là tuần này có bị thủng cái nền này không. À, tại vì nếu mà thủng nền mà đánh ngắn á thì mọi người sẽ không có nên giữ, theo nguyên tắc mọi người không nên giữ ha. D2D thì nền vùng này mua mình vẫn nghĩ là 41.4. Nhưng mà D2D cũng là một trong những mã cổ phiếu thanh khoản không có nhiều nha mọi người nhớ nhé, nên mình cũng không ưu tiên đâu. SSC tuần này mọi người sẽ có hai cái nền nhỏ để mọi người vào hàng, đó là ngay 40.8 hoặc là ngay tại cái giá hiện tại đó là 42.35. SSC để mình coi về trend chủng này kia. Hôm nay thì nến hơi xấu. Thật sự ra nếu mà mọi người mà muốn mua á, mọi người chờ mua cho mình ở cái vùng nền đó là 38.3 thì nó sẽ hợp lý hơn. SSC hiện tại đang bò lên đánh cũng hơi khó ha. Mua thì nói chung là giữ im thôi. Tiếp Tín Nghĩa. Tín Nghĩa thì tới đây đang gặp cản, đang gặp cản nhẹ vừa chạm cản luôn. Thì Tín Nghĩa nếu mà mọi người mà muốn mua á, mọi người chờ cho mình vượt 26.2 thì mọi người vào hàng thì nó sẽ an toàn và chắc ăn hơn vào cái chiều mà mọi người có lãi nhé. Hôm nay dòng dòng chứng khoán phân hóa khá rõ. Hiện tại VCI vẫn đang giữ được nền đó là 49.05 nha. Còn HCM ngày hôm nay thì mọi người cũng mong, mà ngay cả bản thân mình cũng mong là HCM sẽ vượt được cái vùng đó là 31. Tuy nhiên thì sau khi vượt lên được nhú lên thì HCM đã có râu nến rồi, đã có râu phía trên rồi và vẫn đang ở dưới cái nền này. Chung quy lại là tuần này á,
HCM chưa vượt, chưa có vượt, nên là thôi tới đây thì mình vẫn nghĩ là mọi người vẫn chưa nên mua đâu. Còn mọi người đã mua là mua ở nền 27.4 cơ, chứ không phải là mua ở nền này ha. Vin đi thì mình thấy hiện tại vẫn yếu. Nếu mà mọi người muốn mua á thì mình nghĩ là chỉ có cái nền mà mọi người mua được là cái nền 20.9, là cái nền mọi người mua được nhé. Còn cái nền mà 22.7 á, 22.7 đây sẽ là nền cản khá là mạnh của VND ở cái nhịp này nhé. Mình thì mình nếu mà muốn mua VND chắc mình phải chờ vượt được cái vùng đó mua thì nó sẽ an tâm hơn. SSI hiện tại vẫn đang giữ được cái nền 35.75. Tuy nhiên những cái vùng này thì hiện tại mình đang không có khuyến nghị mọi người mua nữa. SHS thì như ngày hôm qua mình cũng nói là đang phản ứng lại với cái vùng 19.7 nhiều quá. Nên là từ từ đó, mình coi là có vượt được hay không. Ha. Về những cái mã còn lại của dòng chứng, ví dụ như Aribank thì cũng đang ở dưới cái vùng cản đó là 20.85. Nên là cũng khó mà mua được. VIX VIX hiện tại mọi người thấy là vẫn chưa lấy lại được cái nến của cái tuần ngày 15 tháng 4. Nên là có thể là nếu mà đánh xuống vẫn có thể là về xuống những cái vùng 15.6 chẳng hạn. Nên là thôi mọi người có thể là tới đây thì đứng chừng, thì mọi người có thể là cân bằng cái quản trị rủi ro của mình, chứ cũng không nên là chờ giảm thật sâu xuống xong mới quản trị rủi ro, đúng không? ORS thì mình nghĩ là phải lên cái vùng mà 15.7 á, mọi người bắt đầu mọi người mua lại được. Mọi người mua ở đây thì hơi rủi ro ha. Mình sẽ ưu tiên những mã nào mạnh nhé. Nhưng mà mạnh thì khi mà thị trường rơi á thì mình sẽ đỡ đỡ bị nhiều hơn. Riêng về Popbank thì vẫn vậy ha, vẫn giữ cho mình một cái dáng rất là đẹp của một mã về ngân hàng và về lead của thị trường. Hôm nay vẫn tăng được 2% trong khi thị trường là đang giảm 10 điểm. LB Bank thì không có cái vùng mua nào nữa. Nếu mà được cho một cái vùng mua và bắt buộc phải kéo một cái vùng mua thì mình nghĩ LB Bank chỉ có cái vùng 21.5 là cái vùng mua cuối. Thật sự VP Bank đánh ở nhịp này, nếu mà mình bật cái khung daily và những cái khung nhỏ thì có thể là mình sẽ mua VP Bank ở 18.5 rồi. Tuy nhiên thì cái khung tuần hiện tại là đang cản khá là nhiều và mình cũng bị một cái cản trendline này nữa. Nên là hiện tại là VP Bank đang bị cản bởi ba đường, đó là ba cái trend, hai cái trendline và một cái vùng nền. Vì vậy mà mình quyết định là mình sẽ không mua VP Bank nhịp này. Mình thử coi là VP Bank có vượt được lại cái vùng quan trọng, đó là cái vùng 18.6 hay không. Tiên phong cũng vậy. Tiên phong thì đang có một cái vùng hỗ trợ, đó là vùng 18, là vùng hỗ trợ nhé. Thì ở cái nhịp này á, mình lần trước mình có nói mọi người có thể mua 18 18.1 đúng không? Nhưng mà lên đây thì mình thấy yếu yếu là bắt đầu là mình kêu thôi, không nên đánh Tiên Phong Bank nữa. Tại vì nếu mà mọi người bật về Bollinger Band với MA thì cái nhịp này những cái mã cổ phiếu như Tiên Phong chẳng hạn là đang cố gắng để xây dựng lại một cái Bollinger Band mới hướng lên trên đó. Thì hy vọng là ngày mai nhé, mình hy vọng là ngày mai Tiên Phong Bank này hay là những cái mã cổ phiếu khác là có cái nền để bật lên. Còn nếu mà mua bây giờ thì nó lại bị về cái phần mà T cộng thì lại không có hỗ trợ mọi người nhiều. Ngân hàng thì hôm qua mình nói khá là rõ rồi, mọi người có thể coi lại cái video ngày hôm qua nhé. Rồi ngày hôm nay thì có cái dòng ngọc khí đánh rất là mạnh, trong đó có BSR đánh được 9%, oi đánh được 6%. Thì BSR mình có kẻ một cái đường màu đen này khá là lâu rồi, thì nếu mà BSR mà đánh theo kịch bản này á thì tuần sau mọi người hoàn toàn hoặc mọi người có thể là mua BSR tại vùng 20.7 nhé. BSR thì có một cái game mình thấy là game chuyển sàn qua HOSE á, có thể là một người đang bám vào cái game đó. PVC thì sau khi mà đã test lại ở cái vùng 15.5 hôm qua rồi thì hôm nay là có một cái nhịp đánh cũng khá là mạnh, thì mình cứ giữ thôi ha. PVC PVC thật ra ngày hôm nay không có hàng,
Chứ nếu mà mình có hàng chắc mình cũng bán ở 17.2 rồi. PVC là một trong những mã đầu cơ cũng lướt thôi. Mai có hàng thì thôi, lại cố gắng giữ được coi PVC sẽ phản ứng như nào. BVS thì hôm qua mình nói rồi, ở cái biên trên thì mình không có nói mọi người mua được. BVS nếu mà muốn đánh thì cứ phải đánh qua cái trend, là theo cái trend này ha, là phía dưới trend thì mua, bên trend thì bán kiểu vậy. BVT đánh như vậy mình không có tích cho lắm. Cái vùng mà mọi người mua BVT ngày hôm qua vẫn là cái vùng 28.8, thì mọi người giữ ngày mai là về hàng rồi. Thì mình coi thử nếu mà tuần này BVT mà bị gãy 28 á, thì mọi người mình nghĩ là nên cắt. Cái đó là một trong những cái xác suất mà mọi người phải quản trị rủi ro nhé. Tại vì trên thị trường tài chính đều có xác suất cả. Ngành đường thì hôm nay đã có cây tím thứ hai từ LS, thì mình nếu mà ai mà đánh thì mình vẫn khuyên là đánh LS, đừng đánh FPT. FPT đánh khó chịu lắm. LS thì cái vùng mà thoát được biên á, được cái vùng trendline này, mọi người thấy một cái mô hình cờ đuôi nheo đúng không, thì cái vùng mà thoát đó là vùng 11. Còn hiện tại thì mình nghĩ là mọi người không nên đua theo, lên thì có thể là lên 13 đó, hoặc xuống thì cũng vẫn có thể là xuống lại 11.4. Dẹp may ngày hôm nay cũng có chỉnh, TGT thì vẫn chạm, vẫn là chạm những cái vùng quan trọng, đó là vùng 16.4. Hôm nay thì lên được 16.5, xong sau đó giảm. Vùng này thì không có khuyến nghị mọi người mua mới nữa. TNG thì ai mà mua ở cái nền 25.15 á thì ngày mai hàng về, thì mọi người thử coi là ngày mai thị trường như nào. Ở cái nhịp này thì chỉ có đúng duy nhất một cái vùng mua, đó là 25.15 thôi. Ngoài ra thì không có cái vùng mua nào mới. Mây sông Hồng thì lên như vậy thì nói chung là không, mình nghĩ là không thể mua được rồi, tại vì hết nền. Nền ở cái nhịp này, nền hỗ trợ gần nhất đó là 48.4 nhé. TCM ngày hôm nay vẫn tăng 3%. Hôm qua nếu mà ai coi live của mình thì mọi người biết là TCM hiện tại là mình đang kỳ vọng nó là một cái mã đánh hiện tại như VOOX, như FRT, như Hà Đô đó. Và mình nghĩ là TCM có thể lại quay lại cái mốc 9x cho tới 100 trong năm nay nhé, trong năm nay rất là có thể. Về một số mã ví dụ như HES thì nền mình cho mọi người mua đó là 15.4, là nền tuần. Nền tuần nha, nên là nếu như mà đóng nến tuần á, mà đóng nến là 15.4 thì sao? Thì đẹp. Bởi vì đóng 15.4 thì có thể là tuần sau nó sẽ đi theo cái dạng như vậy. Đó. Chứ cũng không có cái gì cả, cái nền mà mình đưa mọi người mua á, đó là nền an toàn thôi. Chứ còn gọi là cái nền trend thì không phải. Thì cái này 15.4 thì ngày mai hầu như là anh em về hàng rồi, thì mình thử coi là tuần này có bị đánh thủng 15.4 hay không. Mặc dù nền này nhá, nếu có thủng thì thường là sẽ có retest lại để mọi người ra hàng, quan trọng là mọi người có ra hay không, có muốn ra hay không ha. EVF thì ngày hôm nay là lên chạm đúng chính xác là 15.4, thì bên mình vẫn khuyên ra hàng là đâu đó là 16.2, 16.4 nhé. Thì mình khuyên là 16.2 hoặc 16.3 ra hàng thì quanh đây, chứ mình không có kỳ vọng nhiều với mã này. Mã này thì bên mình bắt 13 rồi, thì tới đây là được mười mấy phần trăm rồi, thì mình vẫn nghĩ là mọi người ra hàng là chuyện bình thường thôi đúng không, ra hàng chuyện bình thường thôi, mười mấy 20% rồi. Thì nếu mà đánh lướt thì mọi người có thể hoàn toàn, mọi người có thể là out ra được, tại vì ở trên này là đang là cản đúng không. MWG thì vùng này mình cũng chưa có thấy là mọi người nên mua. Còn cái vùng nền mà mua á, đó là cái vùng mà 57.6, 57.7 rồi. HG hôm nay đánh gần 5%, đánh cực kỳ ác luôn, đánh vượt đỉnh này. Và mọi người đều hy vọng là nó sẽ về cái mốc 15.7. Tuy nhiên thì thị trường đánh hơi khó, và HAG là một trong những mã mà đánh cũng rất là tương đối là khó đó. Thì HAG ở đây thì mình không có nhận xét gì thêm.
mình chỉ khuyên mọi người có thể là mua là 11.2, 11.1 ở nhịp trước thôi, và cái vùng mà 14.6, 14 tới vùng 15 đó là cái vùng để mọi người ra hàng. Còn nhịp này thì mình cũng hy vọng, cái góc nhìn mình thì mình rất là hy vọng HAG có thể là vượt được 16 và tạo những cái vùng mới, giá mới đó, nhưng mà thị trường không cho thì chịu thôi, đúng không? TNG thì cái vùng lúc nãy cũng nói rồi ha, 25.2 hiện tại đang là vùng hỗ trợ. GVR thì đã chạm cản rồi, 34.7, cái vùng 34.7 thôi mình không mua nữa ha. Masan thì nếu mà ai mua mình nên mua ở vùng 72.7 chứ mình không nên mua cao đâu. Tại Phú Mỹ thì nền ở tuần này đang là 35.05. Tại Phú Mỹ mình thấy là cũng còn khá nhiều cửa tăng. Cái dư địa của Đại Phú Mỹ vẫn có thể là lên được cái vùng 41 hoặc là đâu đó 43 lần. Vĩ mô thì hiện tại thì chưa có vĩ mô nào. Mình hơi lo lắng về chính sự về bên Trung Đông thôi. Chứ còn về vĩ mô thì mình thấy là vĩ mô thì chỉ liên quan tới chiến tranh, chứ còn vĩ mô hầu như là đang có tin tốt cho thị trường Việt Nam ha. Rồi, ok mọi người. Hôm nay thì mình review không có nhiều đâu. Nếu mà anh chị em nào mà muốn xem thêm mã nào, mọi người có thể là để lại cái phần ở trong group đó, mọi người có thể chat qua group thì mình sẽ xem bản đồ và mình sẽ báo cho mọi người ha. Rồi ok, hẹn gặp lại mọi người vào phiên nhận định ngày mai. Mọi người cho mình một like vùng subscribe nhé. Và nhớ là nhịp này mình cũng nói rồi, chớ FOMO. Cái nào còn nền á và thấy khỏe thì mọi người mua không sao ha. Rồi ok, rồi bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào phiên giao dịch ngày mai. Bye bye.